chào toàn thể bà con và các bạn đã trở lại cái video tiếp theo của kênh Nhà Nông Làm Vườn. Thì chia sẻ với bà con là cái vườn mít này của nhà tôi là bây giờ là bác với lại cô đây là đang tiến hành cho vào bón phân và xử lý đất cho cái cây mít này. Thì báo cáo với lại toàn thể bà con, rất nhiều bà con là khuyến cáo là cái cây mít chúng ta không nên động đến rễ của nó, không nên cuốc sâu quá hay là không nên làm ảnh hưởng đến rễ của nó. Nó sẽ bị sơ đen cây mít hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cây mít. Thế nhưng mà thưa bà con, chúng ta vẫn có thể xới đất được. Thế nhưng mà chúng ta xới theo đúng cái thời điểm và đúng cái tuổi của cây mít. Với những cây mít mà tuổi đời nó còn ngắn như này, nó mới khoảng 1 năm trời thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể xới được và tận dụng những cái lúc mà nó rễ nó còn chưa nhiều thì chúng ta xới lên như này để bón phân, thúc cho cây mít nó phát triển mạnh hơn. Rồi khi mà nó to rồi bằng cổ chân bắt tay rồi thì lúc đó là cái rễ nó chùm rộng hơn rồi, nó ăn lên trên mặt đất rồi, lúc đó chúng ta không được phép xử lý nữa. Thì hiện tại bây giờ những cái mít này hiện tại hôm nay là gia đình tôi là đang cuốc mặt đất nó đi, bón hết những cái phân gà mà tôi đã bón ở trên gốc nó đi để giải nó ra và bón thêm cái phân nâm nó vào để thúc đẩy cho cái mầm mít, cho cái mít nó mạnh hơn, để tạo cho nó một cái thân hình nó to tác vững chãi hơn, để cho chất lượng quả sau này về lâu về dài nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thì mời bà con và bạn tiếp tục theo dõi video. Vâng, thưa bà con và các bạn, trên cái vườn mít này của gia đình thì nó có khoảng 200 gốc. Đấy thì nhiều bà con là nếu như nhìn những cái hình ảnh mà chúng ta xới gốc mít như này, chắc nhiều bà con là cũng sợ đúng không? Nhiều bà con là cũng không thích. Thế nhưng mà thưa với toàn thể bà con không dám làm nhưng mà chúng tôi dám làm. Không phải là làm liều đâu bà con nhé, không phải là làm liều đâu mà là cũng đã có kinh nghiệm hết cả rồi. Nhiều bà con là không dám xới gốc mít này lên đúng không? Bà con nó bảo là xới lên là nó hỏng, ảnh hưởng đến rễ. Thế nhưng mà xin thưa bà con là đúng, bà con nói chuẩn là cây mít động đến rễ thì nó là không tốt. Thế nhưng mà khi nào chúng ta động đến rễ của nó mà khi nào chúng ta xử lý mà nó mới bị ảnh hưởng đến rễ. Còn khi nào chúng ta xử lý là cái rễ nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thứ nhất là với cây mít tuổi đời của bà con là nó tầm nó khoảng 1 năm rễ đổ lại, tức là cái tuổi đời của nó ước lượng tầm nó khoảng trên dưới 1 năm, thì bà con có thể xới sắm ở trên mặt đất này thoải mái. Bởi vì rễ bây giờ nó chỉ có ở quanh gốc ngắn thôi, nó không có rễ rộng như này đâu. Đây bà con nhìn thấy chưa? Điển hình như này. Đây là tôi xới cách gốc khoảng độ 1,5 m nha bà con nhé. Cách gốc nó 1,5 m. Ở trong gốc là tôi chỉ băm băm ở trên mặt này thôi. Còn ở chung quanh cách gốc 1,5 m. Đối với cái cây mít 1 năm tuổi này, tôi mới hót thành một cái rãnh quanh gốc 1,5 m để sau đó là bón phân. Còn cái trên mặt này mình băm băm nó ra cho đất nó thông thoáng, nó chết một số cỏ và đất nó thông thoáng. Và những cái bao phân gà này này đã bón ở gốc nguyên bao này rất lâu rồi, bây giờ dưỡng chất nó không còn nhiều nữa, thì bây giờ tiến hành là gỡ bao phân gà này ra đổ thẳng vào gốc luôn. Thì lúc này là phân gà nó không còn bị sót nữa, bà con đổ vào gốc thoải mái. Còn chung quanh này chúng ta giải phân nâm. Bà con có thể bón bằng cái phân nâm ba màu cũng được, hoặc là bà con có thể bón bằng phân xanh nâm thao thì nó sẽ an tâm hơn. Đó. Đây, bà con các bạn có thể nhìn thấy bất kỳ một cái gốc mít nào trong vườn nhà tôi cũng đều được xới sắm hết nửa rồi đây. Ây da. Đây ạ, chúng ta dãy cỏ hết một lượt. Đây nhá, bà con có thể nhìn thấy đây. Đào một cái rãnh cắt cách gốc khoảng 1,5 m đối với những cây mít 1 năm. Còn ở trên mặt chúng ta chỉ băm nhẹ nhàng để cho nó thoáng đất, xốp đất thôi. Những cái bao phân gà này rắc hết ra. Thì tại sao tôi làm như vậy? Thì ngay ở đầu clip tôi đã nói rồi, là tôi muốn thúc đẩy cho cái cây mít này của tôi là phát triển mạnh về thân trong những cái năm đầu này. Khi mà mình vẫn còn để cho nó thảnh thơi, tức là mình tạm thời mình gọi là chưa cho đi lấy chồng ấy. Nếu như mà mình ví như một con người ấy, mình chưa cho đi lấy chồng ấy, thì mình hãy tập rèn luyện cho nó để cho nó có một cái cơ thể phát triển tốt nhất. Thì năm mai ấy, nó đi lấy chồng, nó sinh con đẻ cái thì nó dễ dàng hơn. Nào bây giờ mình cứ bỏ đầy bỏ liều ra, sau nó cứ còi cọc, năm mai nó sinh con đẻ cái nó kém. Đấy, cái quan điểm của tôi nó là như vậy. Thì lúc còn nhỏ này, mình chăm bắm, mình vũ béo nó mạnh lên, cho nó phát triển mạnh về thân, về cành.
để làm sao mà sang năm thứ hai hoặc thứ ba ấy, cái cây nó đạt được cái kích thước lý tưởng nhất. Thì lúc đó thưa các bạn, lúc đó chúng ta để quả thì hoàn toàn yên tâm luôn, chúng ta để quả nào được quả đấy, và cái tình hình sâu bệnh về hỏng quả nó cũng ít xảy ra hơn rất là nhiều. Đó là cái quan điểm của riêng tôi, thì cũng chỉ biết là chia sẻ cho bà con thôi. Thì không biết là bà con có ai ném gạch ném đá gì không, hay là bà con coi đây là một cái kinh nghiệm cho vườn nhà mình. Cái cây mít này thì nó là cái cây mít mà nó ưa ánh sáng tốt, không ưa vóng. Thì bà con trồng xen canh với cây mít thì bà con có thể trồng những cái cây mà nó ngắn ngày, hoặc là những cái cây mà nó có cái tán tầm thấp. Đấy. Đây điển hình như kia là tôi đang bắt đầu trồng thêm ít đinh năng vào. Điểm thôi, không trồng nhiều, đinh năng khó chăm sóc lắm. Đây bà con nhìn thấy chưa? Những cái bao phân gà này. Đây bao của nó đây. Tôi đã tiến hành, tôi đổ hết phân gà ra rồi. Và cuốc cách gốc này, cuốc một chút ở mặt thôi. Cách gốc 1,5 m. Rắc lân chung quanh rồi sau lại vùi nó lại. Đấy. Dậy hết cỏ nó đi. Thì khuyến cáo với bà con là ngồi lo lại với bà con một lần nữa, là khuyến cáo với bà con là những cái cây mít mà từ 3 năm hoặc là 2 năm trở ra thì bà con là cũng không nên làm như thế này, mà cũng không cần làm như này. Đấy, lúc bấy giờ là chúng ta có thể trực tiếp bón ở trên mặt được, và là cái phân tốt nhất của nó ấy, thì nó vẫn là cái phân chuồng ủ này, là bà con này. Tôi nói đi nói lại với bà con rất nhiều lần trong các cái video rồi, là cái phân tốt nhất dành cho cây ăn quả nói chung và cây mít nói riêng, là đặc biệt nó là cái phân ủ, phân chuồng này, cực kỳ tốt luôn. Chúng ta không cần phải sử dụng đến một cái loại phân bón hóa học nào cả. Thế nhưng mà hôm nay tôi dùng phân bón hóa học là bởi vì tôi muốn kích cho nó mạnh lên, bởi vì khi mà tôi chưa lấy quả nó, chưa lấy quả nhiều ấy, thì tôi muốn kích cho cái thân nó mập mập lên, để la mai mà nó to rồi ấy, thì tôi lấy quả nó yên tâm hơn. Đấy là cái cách nghĩ của riêng tôi, và tôi đang làm và thực hiện trên cái vườn mít nhà mình. Đây, bà con các bạn thấy không? Những cái cây mít mà nó bị mất ngọn từ sớm này, mà nó hơi bị đổ nghiêng nghiêng ấy. Cái cây mít này không hiểu sao quả nó rất là tốt. Quả nó cho rất là sai. Đây này. Như cái cây này như thế này. Đây. Cái cây này ngọn của nó cũng bị mất từ sớm này. Quả nó cho ra rất là sai. Nói không hiểu thôi, nhưng mà thực ra thì tôi biết cái nguyên nhân của nó. Tôi cũng đã từng chia sẻ cho bà con rồi. Bây giờ tôi điển hình cho bà con xem một cây mít nó bị gãy ngọn. Đâu nhỉ? Đây. Ôi chà chà. Đấy, bà con thấy chưa? Cái cây mít gãy ngọn này. Mầm quả nó ra từ ngọn xuống tận gốc luôn. Di rít luôn này. Kín luôn. Tôi biết cái nguyên nhân của nó mà. Nói vui là không biết thôi. Thì đây, thưa bà con, cái khu vực này là tôi chưa làm đến, bên kia là làm hết rồi. Thì có khả năng cái video của tôi xin tạm dừng ở đây. Thì toàn bộ những cái hình ảnh và những cái kinh nghiệm mà tôi áp dụng thực tế trên cái vườn nhà mình, hôm nay tôi ghi lại để chia sẻ cho bà con. Hy vọng là giúp ích được cho bà con trong cái việc mà trồng và chăm sóc cây mít. Đấy, bà con có thể tham khảo ở rất nhiều các nhà vườn khác, đúc rút ra những cái gì mà nó hay nhất, hợp lý nhất để bà con áp dụng vào trong cái vườn nhà mình. Tôi sẽ tiếp tục quay những cái vườn mít này nhà mình về sau này nữa, năm nay, năm sau và là nhiều năm nữa, để cho bà con cùng xem và cùng theo dõi, kiểm chứng cái kết quả của nó như thế nào. Rồi, chào tạm biệt tất cả bà con, và hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những clip sau nhé. Chào bà con.